Thưa quý vị, tiếp theo chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng là thời lượng của chuyên mục Thông tin đối ngoại. Thưa quý vị, viễn thám là một khoa học công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Trong những thập kỷ gần đây, công nghệ viễn thám đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ viễn thám và GIS đã giúp cho rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực và kinh phí một cách đáng kể trong xây dựng các bản đồ chuyên đề và theo dõi sự biến đổi theo không gian và thời gian của các đối tượng trên mặt đất. Ở nước ta thì công nghệ viễn thám và GIS ngày càng được quan tâm, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như là quân sự, lâm nghiệp, môi trường. Trong quản lý tài nguyên và môi trường thì công nghệ viễn thám giúp xây dựng các bản đồ địa hình, thảm thực vật, loại đất, quan trắc và dự báo thiên tai hay là các sự cố môi trường. Trong nông nghiệp thì ứng dụng công nghệ viễn thám giúp giám sát đất trồng lúa hay giám sát sự thay đổi độ rộng của cửa sông, sự thay đổi của đất rừng, v.v. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quản lý giám sát đường biên thì ứng dụng của công nghệ viễn thám và GIS còn tương đối hạn chế. Vì vậy là nhằm bắt kịp với thế giới, việc nghiên cứu công nghệ viễn thám phục vụ quản lý giám sát đường biên là nội dung hết sức cần thiết. Trước tính cấp thiết của vấn đề thì Trường Đại học Mỏ Địa chất đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng. Đề tài ứng dụng viễn thám GIS cho công tác giám sát quản lý biên giới phía Bắc, ứng dụng tỉnh Cao Bằng. Thì đề tài này ứng dụng trên cơ sở công nghệ hiện nay trên thế giới đang sử dụng, đó là viễn thám GIS, nó cũng thuộc dạng trong công nghệ 4.0. Và ý nghĩa của nó thì khi mà đề tài được hoàn thành ấy, thì sẽ giúp cho công tác quản lý biên giới của nước ta nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng, nó sẽ rất thuận lợi, đặc biệt là những khu vực mà con người rất khó để tiếp cận. Và đồng thời là nó sẽ cho ra những cái thông tin rất tức thời đấy, để có thể xử lý những cái chuyện rất nhạy cảm xảy ra ở biên giới. Trước mắt khi mà hệ thống này được đưa vào ứng dụng ấy, sẽ giúp cho các nhà quản lý sẽ có cái nhìn tổng quan và trực diện toàn bộ cái tuyến biên giới mình đang được phân công quản lý. Thứ hai là trên cơ sở đó thì các nhà quản lý có thể là sẽ định hướng cho một số công tác khi mà quản lý biên giới. Và đặc biệt với cái công nghệ này thì các nhà quản lý có thể ở bất kỳ vị trí nào, kể cả nước ngoài, cũng có thể tức là nhìn trực diện cái tuyến biên giới của mình. Cao Bằng với hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc là tỉnh có đường biên giới dài nhất cả nước với các mốc quốc giới dày và tương đối phức tạp. Công tác quản lý, giám sát gặp nhiều khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở, nhiều cột mốc ở những vị trí đi lại khó khăn, cán bộ chiến sĩ khó tiếp cận thường xuyên để theo dõi bảo vệ. Hiện tại, phần lớn các đồn biên phòng vẫn đang sử dụng bản đồ giấy, bản đồ quân sự, áp dụng một số công nghệ mới, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả và được sử dụng rộng rãi. Việc có một công nghệ có thể quan sát, kiểm tra từ xa mà không cần trực tiếp đến đó là một ứng dụng rất cần thiết với lực lượng bộ đội biên phòng. Sau khi nghe báo cáo về khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý giám sát đường biên và giới thiệu ứng dụng trên điện thoại thông minh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đề xuất những mong muốn, góp ý vào hoàn thiện ứng dụng để ứng dụng thực sự hữu ích và chính xác. Cái thứ nhất thì báo cáo chính là đối với lại hệ thống đường biên của gốc thì đây là một trong những cái nội dung dữ liệu là cực kỳ quan trọng và đòi hỏi tính chính xác. Thế do vậy là rất mong muốn các đồng chí tiếp cận và cập nhật cái hệ thống đường biên cột mốc theo đúng với lại các cơ quan chức năng có thẩm quyền của chính phủ để cập nhật nội dung này. Chứ còn thực sự các đồng chí là riêng lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cái cấp cơ sở của cấp tỉnh thì không đủ cái thẩm quyền để cung cấp cái hệ thống tọa độ cũng như là đường biên giới quốc gia, thì cũng mong các đồng chí nghiên cứu cái nội dung này. Cái nội dung thứ hai báo cáo chí là đối với lại các cái thông tin cũng như đồng chí chủ đề tài vừa có ý kiến là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến bộ đội biên phòng
Vậy thì đề nghị các đồng chí là có các cái trường thông tin và các đồng chí để chống thông tin để sau này khi bàn giao cho biên phòng thì chúng tôi sẽ cập nhật các cái thông tin đó vào thì để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu quản lý của lực lượng. Cái thứ hai là cũng đảm bảo các cái yếu tố về bảo mật. Cái nội dung thứ ba nữa thì có báo chí là cái thông tin liên quan đến biên giới, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ cũng như là các cái hoạt động quân sự. Thế do vậy là yêu cầu và rất mong các đồng chí quan tâm đến cái vấn đề bảo mật. Tức là các cái thông tin về đường biên và cột mốc thì cái này là hoàn toàn là lấy theo cái cơ quan quản lý bên sở ngoại vụ cũng như là bên ban biên giới chính phủ tất cả các cái thông tin để đưa vào hệ thống. Và vấn đề bảo mật thì sau này cũng giống như là cái thẻ tín dụng, tôi nói ví dụ thẻ tín dụng thôi, chúng tôi chỉ cấp đủ cái mã khóa 1245, tức là ví dụ thôi, sau về các anh tự các anh sẽ đặt lại cái mã này của các anh là không ai biết được để mở ra cái riêng của các anh được. Còn cái phạm vi quan sát ngoài cái biên giới thì cái này là phụ thuộc vào cái tư liệu ảnh vệ tinh của chúng ta có, chúng ta có thể. Ngoài vấn đề chính là bảo vệ an ninh quốc phòng cho tỉnh Cao Bằng, đề tài cũng mở rộng ra các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. Sản phẩm khoa học chuyển giao, ngoài các báo cáo khoa học về giải đoán, phát hiện sự thay đổi của khu vực biên giới qua ảnh, còn có bản đồ vệ tinh tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1 trên 50.000 và các huyện biên giới tỷ lệ 1 trên 10.000. Các bản đồ chuyên đề như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng, bản đồ độ dốc, bản đồ phân bố cây trồng, bản đồ phân bố dân cư các huyện biên giới, vân vân. Thế còn một số cái, ví dụ như là cháy rừng ấy, thì hoàn toàn công nghệ tiến thám có thể hoàn toàn làm được là xác định các cái dị thường về nhiệt độ ấy, để và kết hợp với lại một số yếu tố khác về thời tiết chẳng hạn, có thể dự báo được tình hình cháy rừng. Thế còn một số cái cảnh báo về sạt lở người khác ấy, thì cái này thì đúng là về lý thuyết thì ảnh vệ tinh hoàn toàn có thể giúp được, nhưng mà thường nếu mà khi cảnh báo thì ta phải kết hợp thêm cả đặt cái hệ thống cảm biến tại những cái vùng mà dễ xảy ra nguy cơ sạt lở thì cái hệ thống này sẽ cũng thu nhận được các thông tin của các cảm biến ý, từ các cái hệ thống sensor hoặc là các camera người ta có thể gắn đặt vào cái hệ thống này và có thể là nhận được cái thông tin đấy để đưa ra. Nhưng mà cái này là mình muốn kịp thời thì phải có những hệ thống quan sát trực tiếp để thì mình có thể giải quyết được. Đề tài nghiên cứu 3 tư liệu ảnh vệ tinh hiện đang sử dụng ở nước ta là ảnh VNSAT 1, ảnh Spot 67 và ảnh Landsat 8 Only để đưa ra cơ sở khoa học về giải đoán, phát hiện sự thay đổi của các đối tượng trên ảnh viễn thám và quy trình chiết xuất thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu quản lý, giám sát khu vực biên giới. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Xuân đã chia sẻ, ứng dụng viễn thám phụ thuộc rất nhiều vào ảnh vệ tinh mà ta thu được, loại ảnh, mật độ chụp ảnh, thời gian chụp, ảnh vệ tinh thu được có tốt hay không, mới hay cũ, rõ nét hay kém chất lượng sẽ liên quan đến việc phân tích và đánh giá. Một số công nghệ tương tự đã được sử dụng, tuy nhiên chưa đem lại hiệu quả cao. Thì đối với huyện Phổ Hòa, huyện Phổ Hòa thì báo cáo các đồng chí là trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cái đường biên giới tiếp sông, thì để chống sạt lở bờ sông biên giới thì giữa huyện Quảng Hòa cũng như là huyện Long Châu ở Trung Quốc thì cũng tiến hành tổ chức xây dựng kè bảo vệ bờ sông biên giới. Thế thì trong thời gian vừa rồi thì chúng bên huyện phía huyện Long Châu là xây dựng từ mốc 935 đến mốc 937 cộng thêm 1.127 m thì với cái đường biên là dài hơn 4 km. Trong quá trình mà chuẩn bị việc xây dựng kè bảo vệ bờ sông biên giới thì giữa hai huyện cũng tổ chức cái cuộc hội đàm rồi là cái thực địa cho cái việc xác định cắm tuyến để rồi chuẩn bị cho công tác thi công. Thì trong thời gian vừa rồi chúng tôi làm thì sau khi mà đi xác định được cái tuyến cùng nhau là đến thực địa cắm cỏ và để cho phía bên bạn thi công ấy, thì cái công tác giám sát cũng gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều khó khăn. Có cái hệ thống cỏ đã được cắm, thống nhất cắm và chúng tôi xác định được cái tọa độ
sau đó là lồng lưu lại ảnh, chụp ảnh và lồng ghép vào cái ảnh vệ tinh để quá trình triển khai thực hiện thì hai bên cùng giám sát. Nhưng mà cái độ phân giải thấp cái ảnh vệ tinh ấy, cho nên quá trình lồng ghép vào để cho những quá trình để giám sát thì cũng rất là khó. Bởi vì khi mà xác định bắn cọc ấy thì nhiều khi nhiều điểm chúng ta không thể là gửi mốc được. Cho nên quá trình triển khai thực hiện mất dấu, mất mốc, thế dẫn đến là xô ra để vào. Nếu mà chúng ta mà không giám sát thường xuyên ấy thì nó sẽ không đạt được cái ý định thỏa thuận như hai bên đã ký kết. Thế ở đây tôi thấy là một trong những cái đòi hỏi của chúng tôi ấy là làm sao là trên cái cơ sở là cái ứng dụng của cái đề tài này đưa vào trong công tác giám sát, làm sao mà nó đảm bảo được cái tính chính xác, thì cái đấy là một trong những cần thiết. Đây là một sản phẩm nghiên cứu khoa học, cái quá trình chuyển giao của nó có thời gian. Và cái thứ hai là có cái khi mà sử dụng rồi thì là tiếp tục mở rộng, tiếp tục mài giũa nó để thành cái công cụ. Và chắc chắn tôi tin tưởng là với cách đó thì cái sản phẩm của chúng ta đây là cái sự công trình chung của các nhà khoa học với các cái người sử dụng là các cái sở ban ngành, các đồng chí phương, và đấy cũng là cái sản phẩm chung cả cái nguồn kinh phí từ kinh phí của nhà nước, tức là của chương trình khoa học công nghệ vũ trụ, và đó là kinh phí của tỉnh, kinh phí của các bộ ngành để tạo được một cái sản phẩm hoàn thiện của chúng ta dùng được. Rất mong là cái sự hợp tác để mà tạo ra được cái sản phẩm chúng ta dùng được đó thì nó càng càng chặt chẽ, và cái sản phẩm này dùng càng ngày càng sớm và càng phục vụ cho những quản lý đồng viên, phục vụ cho bảo vệ các nguồn quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Đây là một hệ thống nó mang tính chất động, tức là công việc hàng năm hoặc là theo từng thời gian hoặc theo nhiệm vụ ta phải cập nhật thông tin vào. Nên để có thể thực hiện được việc này phải có những cán bộ chuyên môn thực hiện việc này, và để có được việc này thì cái nhóm đề tài sẽ chuyển giao và cũng yêu cầu các đơn vị mà khi sử dụng ấy là cử cán bộ chuyên trách học tập, và bên này sẽ chuyển giao để họ có thể tự đưa những thông tin vào theo cái mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ mà trong cái hệ thống này đòi hỏi. Một kiểm tra của sở, và cái thông tin này cũng rất là nhiều, không được riêng ban quản lý quy chế. Sau khi đề tài hoàn thành, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ chuyển giao các sản phẩm khoa học đến Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị khác nếu có yêu cầu. Ứng dụng được đưa vào thực tế sẽ có ý nghĩa rất lớn, bước đột phá trong công tác quản lý, giám sát đường biên, cũng như góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các huyện biên giới.